chạy tung tăng bên ngoài sân nô đùa náo nức. Cành mai đã nở hoa, từng đàn chim én bay ngoài xa tràn ngập nắng ấm, khắp nơi đều thấy mùa xuân. Mùa xuân đã vừa sang, cầu cho bác nông dân bình an, đồng xanh và vườn cây luôn tươi tốt. Người thương xa sao to gặp nhiều may mắn trong làm ăn, và cầu ai cũng sung vui hạnh phúc cả năm. Cầu cho thế giới ai cũng sẽ luôn gặp may, gian điều may. Chúc năm mới phát tài, mong một năm gặp may. Chúc cho thế gian an hòa, khắp nơi mãi vang lời ca, nhà nhà yên vui no sang. Cầu cho bác nông dân bình an, đồng xanh và vườn cây luôn tươi tốt. Người thương xa sao to gặp nhiều may mắn trong làm ăn, và cầu ai cũng sung vui hạnh phúc cả năm. Cầu cho thế giới ai cũng sẽ luôn gặp may, cùng hy phá tài, kính chúc nhân gian điều may. Chúc năm mới phát tài, mong mong
trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tằm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ rượu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, viên canh lộc những bấn khuân, năm này chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao lá nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thấy nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc với đời. Trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Xuân mang niềm tin tới, bao lá nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay.
ngày vui hôm nay đàn gió lên rộn ràng người vào chốn quê xanh với đôi tay nhịp nhàng đàn nước nhai đàn nước nhai đàn nước nhanh nước nhanh điều mua trên đàn đàn của anh chơi với nghe được say lòng người một cô gái vui tươi hãy cho môi nụ cười vào trong lễ sẽ có đôi lời cùng tất cả quý vị nhân ngày một ngôi nhà rất rất khang trang, rất là đẹp từng chi tiết một. Và hôm nay ngôi nhà được hoàn thành và trong bầu không khí ấm cúng của buổi trưa này, thời tiết thì nóng nhưng mà trong lòng chúng ta hứng khởi để mong chúc cho anh chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc trong ngôi nhà mới này. Chúng tôi xin trân trọng nói lời thay cho gia đình mình cảm ơn anh chị, quý quan khách, quý bà con, cô bác gần xa không ngại đường xá xa xôi đã tụ họp về đây để dự một buổi tiệc thân mật đặc biệt của buổi trưa này. Không gì hơn thì xin trân trọng kính mời hai con là em Thành và em Diễm bước lên sân khấu. Rất là tuyệt vời, rất là cao cấp quý vị. Xin mời hai mấy em lên phía trên để tặng một cho ba mẹ đi. Thank you.
xin chúc mừng hai anh chị rất là tuyệt vời với ngôi nhà mới ngày hôm nay. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Của tất cả quý vị dành cho gia đình anh chị Lệ, và chúng ta cùng nhau nâng ly để chúng ta chúc cho anh chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong ngôi nhà mới đặc biệt này. Bắt đầu chúng ta chuẩn bị tay phải của các chị đâu, tay nào mình thuận nha quý vị, tay nào mình thuận mình đưa lên và chuẩn bị mình chúc mừng, và có một cái động tác rất đẹp mà chúng tôi đã tổ chức đại truyền hình trực tiếp lên khắp 63 tỉnh thành, cho nên tất cả chúng ta hãy nâng ly lên để chúng ta có những màn hình đẹp nhất quý vị ơi. Nào, 1, 2, 3, chúc mừng. Sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Rất là tuyệt vời quý vị ơi, chúc quý vị thấy đó, tràn đầy niềm vui trong mỗi buổi trưa nay. Chúng ta thể hiện tình cảm rất là cho người thấy rất là vui, rất là tuyệt vời cho các buổi trưa đặc biệt này. Chắc chắn anh chị rất là vui. Anh chị thay lời muốn nói là anh chị cảm ơn mọi người rất là nhiều, rất rất nhiều, và chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thuận lợi cho công việc. Tân gia hôm nay, anh Đình Văn ơi, quê tôi có rất nhiều trái cây và cũng gần tới mùng 5 tháng 5. Vậy đó, anh Đình Văn có thể hát tặng bà con ở đây một bài hát Tình đẹp mùa chôm chôm. Một cái tình cảm của một quý vị ở đây rất là dễ thương, không để tên. Nhưng quý vị, khi mà chúng tôi đến đây rồi là nhận ngay tờ giấy này trên tay và nó đề nghị làm sao anh MC này phải nói để Đình Văn lên tặng. Chúng tôi không có lý do gì mà không chào đó, anh Văn một tràng pháo tay và thể hiện tình yêu đó quý vị ơi. Mình bỏ công việc với chị và gia đình xuống đây đó là một điều rất là quý hóa. Và Đình Văn xin được cảm ơn Thành, một người con của anh A, đã mời Đình Văn đến đây để mừng cho ngày tân gia. Và tôi chúc anh A và chị này sẽ có một cái người ta gọi là một cái tình cảm giờ này của anh chị là quá viên mãn rồi. Và cái hạnh phúc lớn nhất của anh chị ngày hôm nay là gì? Bạn bè anh em gần xa đến trong ngày khai trương cái nhà tân gia, nhưng thật sự ra đó là tình cảm yêu thương dành cho anh chị. Chúc anh chị mãi mãi sức khỏe và hạnh phúc. Xin chúc cả nhà một ngày tân gia thật nhiều niềm vui, và chúng ta nâng lên các bạn ơi. Và thôi, không có gì hết mà hát đến với gia đình thì đáng quý giờ anh hai ơi, quý lắm nha. Và các bạn xây dựng ơi và các cô, chúng ta vui vẻ lên nha, vui vẻ để anh hát ra tặng cho bà con nha. Bây giờ bắt đầu hát nha, xin cảm ơn bông hoa tươi thắm của gia đình. Cái quà này màu đỏ này chắc là thơm lắm luôn à. Từ cái thuở mà ôm cái đàn thùng, bây giờ nó băng sẽ ôm đàn thùng hát một cái liên khúc để anh em mình nhớ lại cái thuở mà TV còn trắng đen nha, mà chưa có YouTube, chưa có Facebook gì cả. Đặc biệt mà này, tôi xin tặng cho chủ nhà anh hai, một người chiến sĩ ở Việt Nam. Vâng, và tất cả anh em cùng nghe bài Một ba lô cây súng trên vai và bài Hãy yên lòng ơi bằng cái đàn thùng. Dạ thưa bà con, mấy anh chị dừng ơi, ngày xưa anh nổi tiếng là cái bài đàn thùng nha, chơi đàn thùng trước khi mà mới bụi, cho nên bây giờ anh bắt đầu bằng cái thời kỳ mà anh em mình á, các bạn này còn nhỏ lắm, mười mấy tuổi, 7, 8 tuổi, 12 tuổi, nghe lại cái bài hát một niềm phúc. Và tôi cũng tặng đến cho các chị xinh đẹp, gia đình của anh hai, của các anh ngồi đây và các cô Bến Tre nghe bài nổi tiếng của Đình Văn. Nhớ cho cái đàn thùng anh Văn nó lớn lớn đi nha, nghe cho đã nha. Cho tiếng hát bằng nó hơi vàng vàng thế nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha. Nhớ lại quý vị và các bạn, Bến Tre là một vùng đất gọi là đồng khởi, và những người chiến sĩ là những người hy sinh rất nhiều cho Bến Tre đồng khởi. Hôm nay mãi xinh đẹp, và tôi xin tặng tất cả anh em hát về anh và hãy yên lòng mẹ ơi, tặng cho những người chiến sĩ đang ngã xuống cho quê hương. Thank you.
xí quen đây sang Lào, ngày dài đêm thâu vẫn có những người lưu chìa nàng tin non sông cánh xứ tình miền đất mẹ dễ ấm mây núi mây nung ngày ra chơi đêm giá lành đầy trên mơ xin khuya bóng tối buồn khổ trước mặt nàng tin non sông anh ra cho tuổi đời thanh xuân cho em thơ mùa mà quý bước sớm không đến trường trao yên vui mùa xuân đời nước còn hẹn hò ít nơ đau có những hy sinh khó nơi hiến bằng lời nên đau lại trong tôi đời có
vì quê hương, mang yêu Việt Nam. Hôm nay rất là hạnh phúc, đây được là hoa của tất cả các anh chị em. Chính là nãy đi về Ba Tri á, đi tới con đường á có đồng chết chơm, nhưng mà cũng nhớ bài hát này dữ lắm á. Và hôm nay anh em lại yêu cầu. Dạ cảm ơn anh. Dạ anh ấy không có con hồng, tặng con ba con mẹ từ mẹ. Một chấm chấm kỷ niệm biết bao nhiêu lòng thương, có một tàn thanh nơi đôi tay thì xuống đến lòng bạn mà nhiều chẳng hẹn mà biến sẽ vừa buồn. Cô em quê khi anh nhìn ta quý, có cô em là anh. Lời yêu mến bao nhiêu tình lúc quý, người trao nhau quý quý. Vừa mình yêu mến, hãy đi nào qua và em. À, xin trân trọng cảm ơn bó hoa của anh Thành rất nhiều ạ. Cũng như nãy anh có nói với anh Đại Đình qua rồi, em cũng có những show ở Sài Gòn và cũng bỏ những show đó và xuống để giúp vui cho mấy buổi tiệc nhân gian hôm nay cho gia đình anh. Thì anh Đại Đình cảm ơn em và có một món quà bó hoa tươi thắm, cũng như một món quà cái lọc của gia đình anh tặng cho em để em thành công trong công việc. Trân trọng cảm ơn anh rất nhiều ạ. Trân trọng cảm ơn ạ. Bà con ơi, mình chuẩn bị nha, bây giờ mình nghe bài văn câu nha, bài thổ tiếng của Đình Văn với Tài Linh hồi xưa. Bây giờ có cô em gái xinh đẹp bạn chị nha, tặng anh em xây dựng nè các bạn. Tao xin phép bà xã nó tụi mình đi văn câu nha em ơi. Dạ tối nay cho anh đi văn câu Bến Tre được không? Ơi, mặc đồ này cá nó mới chịu vô em ơi. Trời ơi, đi ăn câu mà anh mặc chỉnh tề, sao em nghi ngờ quá à. Không, không có được đâu. Em ơi, em đi là cá nó chạy hết á. Anh, bây giờ nghe em hỏi nè. Em hỏi nè nha. Em hỏi đi. Em hỏi là anh đi ăn đâu. Trời đất ơi, anh hỏi rằng anh đi ăn câu em ơi. Chục năm nay chưa có gãy đâu á nha. Thôi nghe em hỏi nè, em hỏi anh sao đi văn câu? Sao đi văn câu mà hả? Anh thám bồi anh đem câu văn. Sao mà nghi ngờ quá vậy ta? Anh đem câu văn con cá nào ăn? Con cá nó làm bồi con cá nó rơi rơi rồi sao ơi. Nè trời thật gió mạnh câu quấy đuôi gọi nhau đó anh hay ơi. Nửa đêm giăng câu anh hướng lên có muôn vì sao nè hay ơi. Đẹp chưa mong đứng trên nắng nữa, anh có dám mơ của Bến Tre nào đâu. Thank you.
Lòng buồn nghề điên xác
anh chúc em sức khỏe và thành công trong công việc. Rất là tuyệt vời. Và qua đây có một cái món quà của gia đình tặng em để là cái lọc để em sẽ phát triển. Trước tiên thì em cũng xin được cảm ơn anh. Và ngày hôm nay thì em cũng rất là vinh dự được cùng với lại các anh em trong ekip ban nhạc Hồng Châu nè, rồi nhà hàng Công Thành. Rất là vinh dự được đến đây để cùng góp vô chương trình để chúc mừng cho gia đình. Thì Kim Hiền bây giờ cũng không biết nói gì hơn, chương trình mà tổ chức mà nó rất là đẹp, rất là dễ thương như thế này thì Kim Hiền cũng xin phép được thay mặt cho tất cả những gì tốt đẹp của năm 2021 Tân Sửu này và những năm sắp tới xin được chúc cho gia đình của anh chị Lệ, đúng không ạ? Nói chung mà còn toàn thể quý vị quan khách nói riêng ở đây, chúng ta trong cuộc sống thì luôn luôn lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe nè, làm ăn thì phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, và đặc biệt là dùng một buổi tiệc cùng với gia đình thật vui, thật là ngon miệng trong buổi chương ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Và sau đó chạy xuống này để giúp vui cũng như là chúc mừng Tân Giang. Dạ, nói chung là do em chạy show nhiều quá, bây giờ mới tới chế theo quy tắc là thông cảm ạ. Dạ, tại vì show hơi nhiều. Dạ.
tuyết vời kia ngọc đời nhìn gió đục trong
là niềm vinh dự của gia đình anh chị Lệ, và đặc biệt là cầu nối hai đứa con rất là thân yêu của anh chị là em Diễm và em Thành. Thì hôm nay là mời quý vị đến đây để dự một buổi tiệc thân mật để mừng ngôi nhà mới để được hình thành rất khang trang, rất là đẹp ở tại quê nhà của Bến Tre chúng ta. Và hôm nay trước tất cả mọi người xin gửi đến anh chị cùng gia đình chúc mừng đầu tiên là căn nhà mới, và chúc gia đình anh chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật hạnh phúc. Quý vị thân mến, để có một buổi tiệc như thế này thì chúng tôi thầm cảm ơn em Thành, Diễm và các anh em đã có lòng mời chúng tôi đến đây để tham dự buổi tiệc trọng đại này. Để thay lời muốn nói thì xin trân trọng kính mời anh A và chị Lệ bước lên sân khấu. Lên đây ạ. Dạ, lên đây. Thì cùng tất cả quý vị, đây là chủ nhân của căn nhà mới, là anh A và chị Lệ, là ba mẹ của em Diễm, em Thành. Chúng ta chào đón với mọi người chắc một tràng pháo tay và một pháo tay lớn đi. Rất là tuyệt vời. Và hôm nay chắc có lẽ là bồi hồi xúc động trong cái một cái cảm giác là rất là nhiều quý vị đến đây để dự buổi tiệc nhằm chúc mừng cho anh chị có căn nhà mới. Cái cảm nghĩ của anh chị như thế nào, có thể chia sẻ cùng tất cả mọi người một hai câu ạ. Dạ, trước tiên xin cảm ơn hết tất cả quý cô, quý cháu có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Không biết nói gì hơn, cũng xin cảm ơn trước quý vị đã dành chút thời gian hay là đến dự buổi lễ. Và để chung vui với gia đình trong ngày hôm nay, chúc sức khỏe toàn bộ như vậy, dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, rồi chúc vui vẻ trong buổi tiệc.
sàn mặt người sáng quắc. Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình, từ nhỏ đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn đầy. Hòa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài, về thành đổ may áo cưới, ta thương nhau sẽ dừng ngày mai. Ta yêu mình, ta yêu mình, cần đường ta trên những đường qua vùng có ma, trên những đường để những đường chúng ta nào còn nào đam mê, anh xin em cứ đón đợi thế, dù mình nghèo đừng đợi thèm chê, ta thương nhau như chốn quê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuân đây. Năm mươi năm đầu xuân sớm không bao lâu, năm mươi năm sau sầu sầu vài vài năm mươi cuối là bao. Tụi ra dài nay mất ai cũng biết nói dân liệt đường anh bao thế bay.